Ừ, má ơi. Má ơi. Má ơi. Kia không đâu phần nữa tao đi về coi. Dạ. Rồi 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 đưa. Chị chạy đó hai bình xoài cho em quá chị. Lụa hột gà, cái lụa hột gà. Bỏ xoài cho người ta kìa. Đưa 100 ngàn đi má, má, má. Lụa hột gà. Ủa sao có bình này hả? Em trả tiền vô đó. Chưa, chưa được tự. Xoài thông cảm với một bình như em. Không, bây giờ cứ vô da cho em kia hai phần. Không, một phần hai, hai phần, hai phần hết. Ừ, cứ hai phần đi. Đó cho em đó đó. Rồi. Mình phải đứng đợi nha. Kẹ bịch một phần kìa. Mẹ ơi, cái đây bịch một phần nè mẹ ơi. Đây, một phần cái gì đó. Nghĩ sao? Có, cà thẻ. Vô đây cà, vô cái vùng vui tôi đi. Không, hai chị. Tại vì á, từ đây xuống dưới là mọi người đã quyết định là ai hết. Thì bây giờ mình phải cho nhận luôn. Ngồi dính vô mặt luôn. Ngoài hẳn mặt có lên nữa. Nói được rồi. Đúng rồi. Chúc mừng anh đã để tiếp. Thôi, ghê luôn rồi. Chị cách thì bán bánh tráng trộn bây giờ nổi tiếng, người ta mua xếp hàng. Bốn tay tháng năm. Cái số lượng ở trên á, mua hai phần đâu phải ai cũng mua hai phần, có người mua một phần nữa. Và số lượng mọi người đứng đây mọi người sẽ biệt kẹt, cái số lượng một phần rất là nhiều. Đó. Ai mua một phần dơ lên. Một tớp một phần đó. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Một phần ta dơ lên á. Không, không, không. Bây giờ khách đang quyết định là mua hai phần hết trơn. Ở chợ là người ta đứng gần á. Người ta đâu có muốn mua một phần. Người ta đứng gần mình rồi. Người ta phải cố gắng là người ta phải mua hai phần. Nhưng mà mọi người biết không? Em nói thiệt, em muốn em có tiền nha. Mở cái tiền ra. Em mở máy trộn á. Thì có 1-5 ngày mình bán hết ăn nguyên lòi tấm lòi. Không không thật, bé nó sẽ là bà vui. Bé nó biết ngon sao vậy? Bà nội mày. Tao là ngôi sao chổi á. Đi vô lá bánh cho mẹ đi con. Con bé nó luôn. Mẹ tên gì vậy? Mẹ tên gì vậy? Nội mày. Đi đi, con ngựa. Tên Nguyễn Chí Hùng. Tên nữ gì? Định đổi lời đó là Nguyễn Chí Nhung. Cho nó giống Nguyễn Chí Hoàng. Hèn chi cái YouTube không nổi là vậy đó. Thật sự á, thấy mọi người đứng em xót á. Nhưng mà bây giờ phải biết làm sao. Thấy mọi người cứ đứng đợi em vậy hoài, em rất là ngại với nó thiệt. Mà mọi người biết không, có ai mà bán thật sự bây giờ là giống như là mình nói cái câu giống như cái câu lối vậy đó. Hay là cái câu chạnh á, thấy mọi người đông á mà buôn bán ai không cần khách. Mà có bữa em suy nghĩ vậy nè, gái đừng đông. Nhưng mà mới mốt đông được hướng ông điệu thành tài liền á, đúng không? Còn thờ nó vậy đó, nó thiệt. Nhưng mà tôi sợ lắm, tôi sợ nó giống như mình, người ta hay dựa vô cái vụ mà mình có thờ có được người ta mến mộ, người ta thương mình á. Cái người ta dựa vô, người ta nói con này ra về. Hồi xưa tôi đi hát với nó, trời nó nghèo, nó khổ, cái gì là như vậy, người ta nói vậy. Cho nên mọi người thấy tôi không có chân diện lên. Kệ, kệ. Ờ, cứ để cho nó như vậy đi, thấy không? Tự nhiên đi, mà được chân diện. Hả? Cái vấn đề á, cái vấn đề chính là vậy nè. Không phải là hơn nhau cái cách ăn nói, mà hơn nhau cái con số 0 ở trong tài khoản. Cái câu đó hay ghê nha. Tôi tìm ở đâu trên Facebook quá. Tôi thấy mấy đứa nó đăng trên Facebook, nó nói mấy câu đó hay lắm á. Đừng hơn nhau những lời nói, mà hãy hơn nhau những con số 0 trong tài khoản. Hầu như là mười mấy số đều số 0 hết. Không có số đầu cũng số 0 luôn. Chưa có nạp vô lấy đâu có tiền má. Nói chung cũng nghèo.
mua cái kép sắt 20 mấy triệu. Mà giờ cái kép sắt nó đầy quá rồi, không dám gửi ngân hàng. Gửi vô ngân hàng sợ nó không có chỗ đựng, có tiền mà nó để bậy bạ chuột cắn, mình sợ. Đúng rồi. Vì cho nên là thi xài quà cái nón lá giả nghèo. Giả nghèo để lấy lòng thương của mọi người đó. Nón lá có 30 ngàn, bà đóng cái lồng kiến mấy triệu mà để vô đó. Hồi bữa nó dài cái khúc này nè, không biết nó tỉa sao còn như đây má, giống cái đống mùi nhùi ghê không. Bữa nón lá bự vậy nè, hả con biết không? Mày mà biết cái gì? Nó cũng ừ nữa, con nít con nôi. Con biết chú là ai không? Nó coi chú Hùng. Các Ly, con bé này thật là đáo để. Mấy cô mới là xéo sắc. Vì sao cô nào cô Chí Hùng? Không có cô nào cô Chí Hùng hết trơn á. Một là cô Cát Thi, hai là cô Thi thôi. Không có ai mà cô Chí Hùng đúng không con? Mày dễ đâm quá à. Biết sao YouTube nó không được nổi tiếng là như vậy. Quăng miếng không có gì. Đây YouTube này với YouTube Bình Dương, YouTube Áo Đỏ này, hai đứa hợp tác đi. Tạo ra hài làng, hài mớ hội. Vinh Khánh nữa. Với lại Khánh Duyên nữa, Khánh chắc Duyên. Tôi nghĩ vui lắm đây. Cái tẩm tẩm luôn á. Mà tôi nghĩ cái nhóm này á, nên là nhóm Mắt Nai thì không được. Nhóm Mắt Ngọc cũng không xong. Tôi đặt tên cho nhóm này nhóm Mắt Nợ. Để đi biểu diễn các tụ điểm như đám ma, đám cưới. Trời ơi là trời, đúng là danh hài mớ hội. Mọi người đợi em tí xíu, kìa bánh ra kìa. Chị ơi gom tiền giùm mẹ. Mẹ đang phán. Mẹ đang nói chuyện. Thật sự thấy mọi người đứng mệt á, em cũng luôn lắm. Mà nhiều khi em mọi người biết trời nắng á, em mệt quá em không biết nó bụng nó điên cái gì á. Mà nhiều khi em nói xong chết mẹ nó nói gì vậy. Nó không biết lời nói luôn á. Nó khùng, nó điên. Mà thật sự nhiều người nói á, mấy má, nó coi con phải để ý cái chỗ nghe, tao xích lên của người khác nghe vô đó nghe. Có nhiều khi mình nói mình sợ nó nói bậy, cái tự nhiên làm phản cảm trên YouTube sợ lắm. Sợ lắm. Cái gì? Cái gì? Cái con này làm như tôi mê tiền. Đi ra, đi ra tiền kìa. Bây giờ muốn ăn bánh tráng mà cô không mua được nè. Đó, chờ xếp chỗ này. Bạn đi, chúc mừng bà. Vậy thôi để em. Trời ơi là chờ dữ đi. Muốn mua nữa thì quay ngược lại xếp hàng tiếp. Ừ. Nói trước gì đó. Ông phải để tóc. Muốn ông để tóc dài rút ra bà la. Hồ bà la. Đây mọi người nào lấy phần ra đây với em là mọi người ra đây đưa tiền giùm em. Đi ra nó đưa tiền giùm em luôn đi anh. Cho nó đưa tiền giùm em luôn. Cũng mười không? Trời đó. Nó giống ai? Không có tiền vậy. Đúng rồi, mình từ cái hàng này đi ngang. Rồi bỏ bánh lẻ nè. Hai bánh đèn. Bánh đèn không? Một phần tổng cộng là em được. Thôi em cũng mốt. Rồi đi qua đi đưa tiền giùm em rồi. Ok. Con qua xích vô giùm con nha. Thôi từ từ. Thôi chừng nó kẹt rồi chạy cũng chen chép. Má bước nghe này đã có chày nè, con ngựa. Nè, anh ơi, để hết cái giọng em cho em quay lại. Đi. Đó tới em bé. Tiền luôn. Đây là 60 ok. Đưa 200 phải không? Đúng không? Đúng không? Chị qua đây, đi qua đây đưa tiền giùm em. Mọi người đến giúp xuống giùm em này đúng không? Đúng rồi đúng không? Rồi qua đây đưa tiền giùm chị đi. Con ơi con, đừng có nói cùng nó điên nè. Đây rồi, mẹ sao? Đó. Rồi đi qua đây đưa tiền em luôn. Hai bình. Nè, lấy bánh chéo đi. Đưa đưa đưa. Một phần lấy tiền rồi đó nha. Không bye bye. Dễ nhau. Coi tiền nó yêu nhau kìa. Bottom. 30 bạc.
Bóp tụm là bóp gì vậy? Quá trời ơi là trời nhắm mắt nè. Qua trời tôi buồn quá trời, tôi về tôi coi kênh chính mình sự bố nè. Rồi giúp đây bỏ đổ hết rồi. Đọc men đủ thứ hết trời. Tôi tâm sự này tới 1:12 giờ. Chí lộ đâu? Chí bót kìa. Chí bót ơi, chí bót. Quá trời, nó nói luôn, nó là bố xua bố sùa đó. Không, em nói anh nghe nè. Trong hồi nãy tới vòng này đợi, trong cái thế gian này á tiếp làm bốn hàng cái mỏ vàng mỏ bạc kiếm ra mỏ dầu 20 người ôi 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 chỉ cách thi là 4 tượng 9 giờ sáng nhất đi và 9 giờ sáng cũng bắn tối luôn. Chú giác tiên cái quá trời khó làm cho thêm 1 phút Zalo nha. Nói cho nghe anh được có buồn chưa á em nè, buôn bán đừng có nói gì cho mà mang nó cả ngàn người xem, có triệu người xem, không ngoài thực tế nào có 20-30 người 20-30 người 10 người thôi, còn chỉ điểm em nói em này kia hả? Ừ là khùng các bạn. Ông có đáp xuống chưa? Không, em không có tác động. Giờ có chửi em là cùng điên vô duyên mất dạy. Không phải. Thôi hôm qua ngồi 11 giờ đây nè, có hồi nè. Mấy người biết không? Xung quanh là mọi người vô các bạn ngồi. Không nên đi nhà thì có thể ngồi bạn ăn. Còn là ghế đẹp, đứng dài không? Đấy, các bạn trẻ rồi. Vô, tự nhiên giờ điểm này thành điểm nổi tiếng. Giờ mình muốn mua bánh tráng ăn không? Bãi giữ xe ăn bánh tráng trộn. Thế mình đón ở đây chắc phải trên 200 chiếc. Bây giờ bắt đầu vô nữa, khách hàng người ta vô nữa. Rồi xin tạm biệt nhé, xin tạm biệt.